Hôm 24 tháng 3, thì Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO, ông Roberto Azevedo cho biết, không có dấu hiệu nào cho thấy Nga sẽ rời khỏi tổ chức này, bất chấp khủng hoảng Ukraine và căng thẳng với một vài nước thành viên. Trong 3 năm qua, một số nghị sĩ Nga đã nhiều lần vận động chính phủ rời khỏi WTO với lý do mối quan hệ với một số nước thành viên đang làm tổn hại nền kinh tế Nga. Tuy nhiên, ông Roberto Azevedo, Tổng Giám đốc WTO mới đây vừa cho biết, ông chưa từng nghe thông tin nào về việc Nga sẽ rời khỏi WTO. Nga sẽ là nền kinh tế được theo dõi nhiều nhất bởi Nga là một nền kinh tế lớn với tầm quan trọng và những mối liên quan nhất định. Tôi tin rằng các thành viên lớn sẽ có thể giải quyết theo cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. Mọi chuyện bắt đầu từ khi EU và Mỹ cùng nhau áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga do khủng hoảng ở Ukraine, mặc dù Nga đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc hỗ trợ vũ khí cho lực lượng đối lập ở Donetsk. Đáp lại, Nga đã dừng nhập khẩu thực phẩm từ châu Âu. Tháng trước, EU cho biết căng thẳng với Nga lại leo thang do thuế nhập khẩu quá cao đối với các mặt hàng giấy, dầu cọ và tủ lạnh.